Tiết mục quan điểm sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Kính mời quý thính giả lắng nghe đề tài Con đường dẫn đến sự hưng thịnh đời đời. Qua sự tu hành của chúng ta có thể khai thác trí huệ của mình, rồi sau đó làm việc gì cũng suôn sẻ. Bởi vậy tôi mới nói rằng người tu hành là những người giúp cho thế giới này nhiều nhất. Chúng ta khó mà giúp đỡ thế giới nếu mình không có tài, trí huệ hay không có đạo đức. Dù mình muốn cách mấy đi nữa, như tôi đã nói, nếu người dân hay chính phủ của một quốc gia mà không có đạo đức thì cho dù họ có dự án kinh tế hay nhất, có kỹ thuật khoa học văn minh nhất, nền hưng thịnh ở quốc gia đó cũng sẽ không tồn tại. Cứ xem nhiều quốc gia hùng mạnh trên thế giới bị suy đồi thì quý vị biết những gì tôi nói là đúng. Trái lại, có những quốc gia nhỏ bé, nghèo nàn thiếu hụt về nguồn lợi tài chính thì họ lại phát triển đều đều mau chóng. Bởi những nước này có đạo đức cao, biết tôn trọng tín ngưỡng nhân quyền và phẩm giá con người. Lấy ví dụ như nước Tân Gia Ba, một quốc gia có diện tích rất nhỏ, rất ít nguồn lợi về tài chính, sao lại có thể phát triển hùng mạnh tới nỗi thế giới phải khâm phục? Đó là vì chính phủ Tân Gia Ba tôn trọng người dân. Chính quyền thật sự làm việc vì dân chứ không phải vì quyền hành cho riêng họ, hay vì muốn bảo đảm địa vị của họ. Trong những quốc gia như vậy, tất cả tôn giáo đều được tôn trọng, chính phủ rất quý chuộng người tu hành. Khi tôi đi đến đó thuyết pháp, quý vị đều biết họ quý trọng, thương yêu, cảm phục tôi như thế nào, vì họ biết những gì tôi nói là đúng. Trong nước đó không có sự phân biệt tôn giáo. Quý vị tin tưởng cái gì, theo tôn giáo nào cũng được. Miễn sao quý vị khai ngộ, nói chuyện hợp tình hợp lý, là một người thật sự đức độ là họ theo học. Cho nên, chúng ta không thể nào mà không tu hành, bởi vì bất luận làm nghề gì, dù đó là chính trị, nghệ thuật hay kinh tế, chúng ta cũng vẫn phải khai triển trí huệ của mình tới mức tối đa để có thể tiến tới sự hoàn mỹ trong nghề nghiệp và phục vụ cho thế giới. Khi tôi dạy quý vị cách thức tu và hướng dẫn quý vị một cách nghiêm khắc, không phải tôi chỉ nhìn vào những khuyết điểm của quý vị mà quên đi ưu điểm. Nhưng vì những ưu điểm này đã có sẵn từ lúc đầu rồi, nên không cần gì phải nói. Chúng ta đáng lý ra là phải có những phẩm tính này rồi, vốn là như vậy, thì khen làm chi cho mất công. Chúng ta cần phải sửa đổi, bởi vì chúng ta còn khuyết điểm. Khuyết điểm của mình là làm cho mình thụt lùi, ngăn cách mình với người khác, nhiều khi còn cản trở không cho mình phát triển lòng từ bi. Vì vậy chúng ta phải chặt đi những khuyết điểm này, không cần phải thay đổi nghề nghiệp, địa vị xã hội hay là sự giàu có của mình, mà chỉ cần sửa đổi khuyết điểm của mình thôi, rồi thì chúng ta làm việc mới giỏi hơn, sẽ giàu có hơn và phát triển tài năng của mình hơn. Đồng tu chúng ta chỉ cần tập trung vào công việc cải huấn chính mình, về phương diện tâm linh thì tài năng sẽ tiếp tục tiến bộ. Chúng ta không hận đời hay chạy trốn cuộc đời, mà chúng ta tu hành để hoàn toàn phát triển tài năng, trí huệ và đạo đức của mình. Trong việc chỉ dạy quý vị tu hành, tôi đâu có bao giờ bảo tất cả quý vị phải xuất gia hay lên Hy Mã Lạp Sơn. Quý vị vẫn ở nhà tu hành, vừa chăm sóc cho gia đình, vừa phát triển quốc gia. Đây là mục đích duy nhất của một người tu hành. Tu hành có ích gì nếu chúng ta tách rời mình với đại chúng? Công đức tu hành để làm gì ngoài việc phụng sự cho đại chúng? Thành ra, người tu hành đúng là những công dân tốt, những công dân thật sự tốt của thế giới. Dù làm tổng thống hay tài xế taxi, người tu hành luôn luôn cảm thấy tâm hồn hòa bình, thanh tịnh trong bất cứ công việc gì mà họ làm. Họ rất trong sạch, thanh liêm, rất vui vẻ và thân thiện. Ai gặp rồi cũng thích, rồi hỏi tại sao họ lại trở thành như vậy và có bí quyết gì không? Đây là dịp cho chúng ta truyền bá tin lành. Nếu mỗi đồng tu chia sẻ pháp môn Quán Âm mỗi tháng 2 người, hay cho họ biết về lợi ích tu hành của chúng ta, thì toàn thế giới sẽ được độ trong một ngày rất gần. Nếu họ không tu pháp Quán Âm cũng không sao, ít ra mình cũng cho họ biết về khía cạnh đạo đức, nhắc nhở họ tới bổn phận làm người, tới thời đại hoàng kim
và tâm hồn đơn thuần, đạo đức sáng ngời mà mình có trước khi mình xuống dưới thế giới này. Muốn thuyết phục người nào tu hành, dùng lời nói không chưa đủ, chính mình cũng phải tu hành đàng hoàng trước, rồi lời nói của mình mới có lực lượng. Hơn nữa, một khi họ tin rồi, chúng ta cũng vẫn phải tiếp tục giúp họ, vì có thể họ sợ ăn chay trường hay sợ ngồi thiền. Cho nên chúng ta vẫn phải chăm sóc cho họ trong từng bước họ đi. Không phải bà đâu nói đấy, rồi bỏ mặc họ để họ không biết phải làm sao. Đó không phải là cách. Chúng ta nên nhớ hoàn cảnh khó khăn của mình hay của đồng tu khi mới đắc đầu tu. Nhiều khi bị người nhà hay bị người đời hiểu lầm. Chúng ta phải để ý tới những vấn đề như vậy. Giúp người nào thì phải giúp cho trọn. Mục đích đây không phải là kiếm thêm người tu, mà là thanh tịnh hóa thế giới này. Theo chương trình, chúng tôi xin cống hiến tới quý vị thính giả tiết mục Lời hay ý đẹp. Không một quốc gia nào có thể tồn tại lâu dài nếu nước đó chỉ lo về kinh tế mà bỏ mặc phương diện đạo đức, lễ giáo và văn hóa của đời sống và xã hội. Không cần biết nền kinh tế hưng thịnh tới mức nào, nhưng nếu không có đạo đức, tình thương và tập tục cao thượng, thì tôi sợ sẽ không trường tồn. Chúng ta nên sống ở đời giống như bồn nước vậy. Những gì mình có là để phân phát ra. Mình chỉ là người thâu mà thôi. Và sau đây là tiết mục Trên đường tu học với đề tài Tìm đường về nhà tại miền viễn xứ. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe. Sư phụ kính yêu nhất của con. Trên quãng đường tha hương từ Âu Lạc đến Đức, ngang qua Ba Lan, thì con bị gãy hai chân sau khi té từ tầng lầu thứ 10 ở Warsaw. Xe cảnh sát tới, đưa con đến bệnh viện cấp cứu. Lúc bây giờ con cảm thấy đau đớn vô cùng. Ở trên đất khách quê người, tiếng không biết, không một người thân quen. Trong thời gian phẫu thuật, ghép xương, bó bột, vừa đau vừa buồn tủi, con chỉ còn biết khóc mà thôi. Trong lúc tuyệt vọng, cùng cực nhất của cuộc đời, con đã nhìn thấy hình ảnh chú hiện lên trên cây thánh giá. Con đã khóc và cầu nguyện với Ngài một cách chân thành nhất. Rồi con thiếp đi trong lời cầu nguyện đó. Khi con vừa tỉnh, thì có một người Ba Lan đến, nắm lấy tay và nhìn con một cách thiện cảm. Con cảm thấy người con thật nhẹ nhàng, ấm áp, như có một luồng năng lực truyền qua. Cơn đau của con tự nhiên giảm bớt. Anh hỏi con có người thân quen ở đây hay không? Mặc dầu không biết tiếng, nhưng không hiểu tại sao con lại hiểu ý anh nói. Thật là may, trên đường đến Ba Lan, con có quen một người bạn. Người này cho con số điện thoại của người nhà. Con đưa anh số điện thoại và anh gọi giúp con. Khoảng 30 phút sau, có một người Việt đến thăm. Chú tưởng con là cầu thủ bóng đá bị gãy chân phải nằm viện, nên chú tức tốc đến ngay vì chú là người phụ trách bóng đá. Con kể tình cảnh của mình cho chú nghe. Sau đấy, chú vội vàng gọi điện cho sứ quán, quỹ từ thiện, hội đồng hương, hội người cao tuổi, hội thánh tinh lành. Sau lần chú gọi điện, các hội lần lượt đến thăm con, nhất là hội thánh tinh lành, mang cả sách biếu đến cho con. Con đã đọc và ngẫm về những quyền uy của Đức Chúa. Sau khoảng 2 tuần, có 2 bác là đệ tử của sư phụ đến thăm.
Hai bác mang sách biếu và cơm chay tới, con không hiểu sao hai bác có một tình thương khác người. Mặc dầu trước đó đã có nhiều người tới thăm và giúp đỡ con về cả tinh thần lẫn vật chất. Nhất là quỹ từ thiện và các cô chú đồng hương ngày nào cũng mang cơm tới và động viên con rất nhiều. Con đã ăn cơm chay và đọc sách biếu của sư phụ. Tự nhiên con không còn muốn ăn thịt nữa, mặc dầu giáo lý của người con chưa hiểu được bao nhiêu. Trong lòng con lúc này rất thắc mắc về quyền uy và sự ứng nghiệm của Chúa đối với con. Còn sư phụ là như thế nào mà hai bác lại bảo là Phật sống cứu thế và lại là sư phụ của hai bác? Và cho con hình đeo của người mà hai bác lại có một tình thương khác lạ đối với con. Dẫu còn thắc mắc, nhưng con vẫn cầu nguyện Thượng Đế qua danh Đức Chúa và sư phụ. Không ngày nào là con không nhớ tới và cầu nguyện một cách chân thành nhất. Sau thời gian điều trị ở bệnh viện khoảng 2 tháng, con được họ đưa vào một nhà thờ Tin Lành của người Ba Lan, nằm điều dưỡng, chờ tháo bột. Vào một đêm ở đây, sư phụ xuất hiện và người bảo, nếu con tin ta, ta sẽ mang cả Chúa đến với con. Con giật mình tỉnh giấc, bàng hoàng tự hỏi, người là ai? Ở đây là nhà thờ của Đức Chúa mà. Người mang cả Chúa tới được. Con cứ nghĩ ngợi mãi cho đến một hôm có hai bác đến thăm nữa và cho con băng thuyết pháp của người. Nhờ đó con đã hiểu được những lời Đức Chúa nói và cũng nhờ lời Đức Chúa mà con hiểu được sư phụ là ai. Qua sự sắp xếp huyền diệu của người, giờ đây con cảm thấy thật là hạnh phúc khi được sống trong tình thương yêu ấm áp của đại gia đình Quán Âm. Hiện nay con đang học thiền pháp phương tiện và chờ ngày thọ tâm ấn. Sư phụ, con xin cảm tạ ơn người, người đã che chở và cứu mang con đúng vào lúc cuộc đời con đau khổ cùng cực nhất. Sư phụ ơi, con rất thích thơ người, nhất là giọng ngâm của người, đã cuốn hút hồn con. Kính thư, con xin kính chúc sư phụ Phật Thầy an khang để dẫn dắt chúng sinh đi đến bờ giác ngộ. Con vô vàn kính yêu ngài. Chuẩn đệ tử của ngài Hà Văn Thanh. Người ở đâu rồi? Xa mãi xa. Tình thân sao viễn biệt sang hà, bên y trăng lặng đèn hiu hắt, ôm một mối sầu ta với ta. Người ở bên trời, ta ở đây. Quang sang trương phủ lạnh đêm dài, viện khách bôn ba ngoài hoàng lộ, ta ngồi bạc tóc đêm thu vai, chẳng biết vì đâu vẫn thấy buồn, nhìn đời như nước chảy mưa tuôn, tao phùng mấy thuở chia ly sớm, còn nhớ chăng người một quãi thương nhẹ, mai về thăm viếng nhau có mình lại được trăng sao, có ta ngày sẽ bừng hoa nắng và khúc tình chưa lại giác dao.